Thầy Thành xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2023. Thầy làm video hướng dẫn nộp bài trên server zusolen.ddns.net. Trong cái quá trình học cùng thầy, các em đã được cấp tài khoản ở trên server chấm bài. Các bạn nào chưa có tài khoản để đăng nhập vào cái server này thì hãy liên lạc với thầy qua Zalo 0854518333 để thầy cấp tài khoản. À, để các bạn có thể học lập trình cùng với thầy Thành nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái thao tác nộp bài trên server như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ có làm bài trên code block. Ví dụ như thầy sẽ tạo ra một cái bài làm cho câu hỏi số 1. Thầy vào new chọn console application, nút next. Ví dụ như thầy tạo ra bài 57. Bài này trước đây thầy tạo rồi. Đấy, thầy tạo ra một bài mới. Đấy, thầy giữ phím Ctrl lăn chuột lên cho nó to. Đấy, trong quá trình code thầy đã làm xong bài này. Ví dụ thầy đặt tên bài này là bài 57. Đấy. Wow, bài này bài 56 à? Thầy nghĩ đây là bài 57. Đấy. À, sau khi thực hiện là để ta xem lại bài này bài 56 hay bài 57. Tên file là bài 56. Thôi để thầy lấy một bài khác đi. Đây, lấy bài 49 nhé. Bài 49 xấu xấu quá. Bài 491. Rồi lại bài 53. Rồi lấy bài 51 vậy. Xem có bài code block nào không? Đây rồi. Giả sử khi các bạn đã lập trình xong cái bài này, xong các bạn chạy thử trên máy tính, ta vào phần file chọn empty file. Bài này là bài như bài 51 chấm .inp ta kiểm tra xem đúng bài 51. Rồi ta chạy lại test của đề bài số 30. Đấy, trước khi các bạn nộp bài, ta lưu ý ta phải chạy lại test đề bài và sinh ra các cái test, tự tạo ra các cái test khác để chạy thử nhé. Tuyệt đối không sử dụng server để chấm thử bài làm mà chưa chạy thử. Sau khi chạy xong thì ta quay trở lại cái chương trình chính để xem. Ồ, nó tạo ra file out là bài 51.out, nhớ chữ phải. Chọn add file bài 51.out đây thì nó tạo nhầm project nhỉ. Đấy, thì nó ra được 31. Xong ta xem lên đề bài, 30 nó ra 31, số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n. Đấy, bây giờ thầy thử số 31 xem nó là bao nhiêu. Đây, thầy sử từ số 31 chạy thử thì nó ra số 37. Ta thấy test đề bài ra 37. Đúng rồi. Vậy sau đó mình cố gắng sinh ra đủ 10 test để ta thử nhé. Thử xem số nguyên tố sau số 2 có phải là số 3 không? Đúng rồi. Số nguyên tố sau số 11. Số 10 có phải số 11 không? Đây, quên. Số 10. Đấy là số 11. Ok. Thử sau số 11 nó sẽ là số nguyên tố sau số 11 sẽ là số mấy? Khả năng là số 13. Số sau số 15. Chờ đi, thầy ấn nhầm lúc nào. Đấy, thì ta được số 17. Đấy, như vậy ta đã chạy thử trên file, nhìn thấy file xong. Vậy thì để nộp bài trên hệ thống zusolen thì đầu tiên các bạn đang code ở trên code block, các bạn ấn tổ phím Ctrl A để copy, hoặc là các bạn vào edit chọn select all. Nhưng mà thông thường vào đây thì nó hơi như đây, có chữ select all này. Để chọn toàn bộ, các bạn nháy chuột phải chọn copy hoặc là ấn tổ phím Ctrl và phím C là để copy. Sau đó các bạn vào trình duyệt internet. Các bạn gõ trang zusolen .ddns.net. Khi nào các bạn vào trang này mà nó không báo được thì mà nó không vào được thì chứng tỏ máy của thầy đang tắt, thì các em nhắn qua Zalo của thầy để thầy bật lại server nhé. Với các bạn học sinh của thầy dạy, thầy đã cấp tài khoản, các em đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp vào đây và ấn nút nhớ mật khẩu để lần sau được khởi nộp lại, được khởi đăng nhập lại. Thì khi đó trên giao diện làm việc thì ta có chữ bài nộp là để theo dõi các bạn đang nộp bài, trong cửa sổ chatbot để nói chuyện, trong cửa sổ rank là để xem danh sách các bạn đã nộp bài,
và thứ hạng nộp bài. Cái ta đang quan tâm là chấm bài, do đó ta có nút chấm bài rất to đây, ta hạn nút chấm bài. Đấy, ở phía đây nó có ngôn ngữ mặc định, bạn nào làm bằng C cộng cộng đuôi CPP, đuôi chấm Path là Pascal, Java là đuôi chấm Java, Python là đuôi chấm Pi. Vậy thì bây giờ thầy trò mình đang chấm bài bởi C cộng cộng, vậy thì các bạn xóa cái code cũ này đi và Ctrl V hoặc là nháy chuột phải chọn dán. Đấy. Thì khi đó ta lăn chuột lên một lượt xem đã copy đúng bài chưa. Sau đó các bạn copy bài của chúng ta là bài 51 thì ta gõ tên bài ở đây. Ở trong đề thi thì nó luôn có quy định tên bài thông thường là phần tên tệp. Đấy, các bạn copy ở đây vào và các bạn gõ tên bài ở đây. Đấy, ghi chữ bài 51 liền nhau, đuôi mở rộng là CPP có sẵn nhé. Rồi ta nút submit chấm bài. Khi các bạn ấn chấm bài thì hệ thống nó báo là bạn đã nộp bài thành công, thì các em chờ đợi. Bởi lẽ trong giờ thi thì có thể có rất nhiều thí sinh nộp, có khoảng tầm 3, 4, hay 30 bạn, có khi 35 bạn nộp bài nên thời gian chấm có thể lâu, nhưng thông thường nó sẽ trả bài khoảng vài giây, vài chục giây là nó có thể trả trả về để điểm của các em. Đấy, cái bề trên server nó đang chấm bài của các bạn ở đây, đây trên server trên máy thầy thì thầy nhìn thấy được. Vậy thì khi nào các bạn chấm bài thì nó báo như thế này, nó báo dấu tích màu xanh như trên, nó báo bạn đã được 10 điểm. Ví dụ bài thi cái câu đó được 2,5 điểm thì các bạn chấm phát nó được 2,5 điểm. Đấy. Sau đó các em click chuột vào đây. Đấy. Muốn xem lịch sử chấm, ta click vào đây. Nếu nó báo kết quả khớp đáp án là đúng, khác đáp án là sai, không thấy file kết quả thì tức là ta đặt sai tên file ở đây, hoặc là làm việc với tệp bị sai nếu không thấy file kết quả. Khớp đáp án là đúng, khác đáp án là sai, và không thấy file kết quả là sai tên file. Biên dịch lỗi thì tất nhiên là nó bị lỗi do biên dịch quá trình copy của các bạn chưa đúng nhé. Đấy, như vậy thì vừa rồi thầy đã hướng dẫn các bạn, sau khi làm xong câu thứ nhất thì các bạn lại vào file chọn Close Project để làm bài thứ hai, và cái quá trình lặp đi lặp lại, làm xong bài nào các bạn chấm xong thấy full điểm rồi hoặc là các bạn cảm thấy hài lòng rồi thì ta chuyển làm câu khác. Và quá trình trong quá trình làm, nếu mà ta cải tiến thuật toán mà không tốt thì các bạn để ý xem ở đây nó sẽ lưu cái bài nộp gần nhất của mình. Đấy, nó lưu bài nộp gần nhất của mình và nó sẽ có code ở phía dưới này, nó lưu bài nộp gần nhất. Đấy, các bạn có thể tham khảo lại bài nộp gần nhất của chính mình đã từng nộp trên hệ thống. Như vậy thì trên đây thầy đã hướng dẫn các em cái cách nộp bài trên server zusolen.dns. Hy vọng là các em sẽ có một cái mùa thi tốt và có một cái thời gian ôn luyện tốt cùng với cái chương trình học lập trình cùng với thầy này. Chúc các bạn thành công. Bye bye. Các bạn nhớ like, share, comment kênh giúp thầy nhé.